Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 8 trang 40 đến trang 43, bài 8 Phong trào Tây Sơn. Thì học xong bài này các em sẽ trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ và mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê, đánh bại quân Diêm xâm lược 1785 và đại phá quân Thanh xâm lược 1789. Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ, Quang Trung phong trào trong cái phong trào Tây Sơn. Đánh cho sự tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ là cái thông điệp của vua Quang Trung nói thay cho cả dân tộc trong những ngày giáp Tết năm Kỷ Dậu 1789. Biết đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích dòng họ nên phong trào Tây Sơn đã được đông đảo nhân dân ủng hộ. Vậy tại sao phong trào bùng nổ, những thắng lợi tiêu biểu nào đánh dấu sự nghiệp nhà Tây Sơn, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của phong trào đối với lịch sử dân tộc là gì? Thì các em quan sát ở đây là một cái phiến đá ghi lời hịch bất hủ của Nguyễn Huệ ở Gò Đống Đa, Hà Nội. Một nhỏ nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn. Từ giữa thế kỷ 18 thì chính quyền họ Nguyễn ở Đàn Trong suy yếu dần, quan lại mặc sức nhũng nhiễu dân chúng, nhiều thứ thuế mới xuất hiện, thậm chí ngư dân ra khơi đánh cá cũng phải đóng thuế. Vì vậy, mặc dù sống trên vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, sản vật phong phú nhưng người dân vô cùng cực khổ. Bất bình trước chính quyền phong kiến suy đồi, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, mà đỉnh cao là phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18. Các em quan sát đoạn tư liệu 8.1 Pierre Boireau, một thương nhân kim giáo sĩ người Pháp đến Đàn Trong năm 1749, nói rằng việc buôn bán gặp nhiều khó khăn vì muốn công việc được dễ dàng trôi chảy thì phải có lễ vật đút lót khói lồ cho bọn quan lại hào trưởng, nếu không thì bị trộm cắp, bị gặp mọi điều trở ngại phiền phức. Mi bên lịch sử An Nam hiện đại, Paris 1919, trang 163. Và đây chúng ta có câu hỏi là dựa vào tư liệu 8.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết tại sao phong trào Tây Sơn bùng nổ. Thì nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn ở đây là vào giữa thế kỷ 18 thì chính quyền họ Nguyễn ở Đàn Trong suy yếu dần, nhà nước phong kiến tăng cường vơ vét nhân dân thông qua các loại thuế, quan lại thì nhũng nhiễu dân chúng, sản xuất nông nghiệp thì bị suy giảm, thủ công nghiệp thương nghiệp trì trệ, đời sống nhân dân cực khổ. Thì trước cái bất bình của chính quyền phong kiến suy đồi, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, mà đỉnh cao là phong trào Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. Tiếp theo, câu hỏi theo em tại sao phong trào Tây Sơn được nhân dân Đàn Trong ủng hộ? Thì phong trào Tây Sơn nhận được sự ủng hộ của nhân dân Đàn Trong vì phong trào Tây Sơn bùng nổ xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến Đàn Trong, và mục tiêu ban đầu của phong trào này là chống lại chính quyền chúa Nguyễn, giành lại cuộc sống ấm no. Trong thời gian đầu thì phong trào Tây Sơn nêu lên cái khẩu hiệu đó là lấy của người giàu chia cho người nghèo, để hiệu triệu tranh thủ sự ủng hộ và tập hợp đông đảo quần chúng bị áp bức. Tiếp theo, hai nhỏ những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn. Thì mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa căn cứ ban đầu ở vùng Tây Sơn Thượng Đạo, An Khê, Gia Lai, sau đó chuyển xuống Tây Sơn, Hạ Đạo, Tây Sơn, Bình Định. Phong trào thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân Đàn Trong. A nhỏ lật đổ chúa Nguyễn và chính quyền Lê Trịnh. Đến giữa năm 1774 thì nghĩa quân đã kiểm soát được một vùng rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Hay tin chúa Trịnh xâm cho quân vượt ranh giới sông Danh tấn công Phú Xuân, Thừa Thiên Huế,
Chú Nguyễn vượt biển chạy vào Gia Định. Từ năm 1776 đến năm 1783, thì nghĩa quân Tây Sơn đã 4 lần đánh vào Gia Định, lật đổ chính quyền chú Nguyễn ở Đàng Trong. Tháng 6 năm 1786, thì Tây Sơn đã tấn công thành Phú Xuân, quân Trịnh nhanh chóng tan rã. Trong những năm 1786-1788 thì quân Tây Sơn 3 lần tiến ra Thăng Long, đánh tan tập đoàn phong kiến Lê Trịnh và các thế lực cát cứ mới. Song danh và hệ thống, Lý Thầy đến đây đã không còn là ranh giới chia đôi đất nước. Câu hỏi là, nêu những cái nét chính về quá trình lật đổ chú Trịnh, chú Nguyễn và vua Lê của nghĩa quân Tây Sơn. Lật đổ chính quyền chú Nguyễn Đàng Trong thì đến giữa năm 1774 thì nghĩa quân đã kiểm soát được một vùng rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Tuy nhiên thì quân Tây Sơn phải đối mặt với tình thế bất lợi. Phía Bắc thì có quân của chú Trịnh từ đàng ngoài đánh vào đã chiếm được Phú Xuân. Còn ở vùng Gia Định phía Nam thì có quân của chú Nguyễn. Trước tình thế đó thì quân Tây Sơn đã tạm hòa hẳn với quân Trịnh, tập trung lực lượng tấn công vào quân của chú Nguyễn. Từ năm 1776 đến 1783 thì quân Tây Sơn đã 4 lần đánh vào Gia Định. Trong lần tiến quân năm 1777 thì chính quyền chú Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ. Tiếp theo, lật đổ chính quyền Lê Trịnh ở Đàng Trong. Thì tháng 6 năm 1786 thì Tây Sơn đã tấn công thành Phú Xuân. Quân Trịnh đã nhanh chóng tan rã sau khi giải phóng toàn bộ quần đất Đàng Trong. Thì Nguyễn Huệ đã chỉ huy quân Tây Sơn tiến thẳng ra đàng ngoài. Tháng 7 năm 1786 thì quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, lật đổ chú Trịnh rồi giao lại chính quyền cho vua Lê. Tuy nhiên thì sau khi quân Tây Sơn rút về Nam thì tình hình Bắc Hà trở nên hỗn loạn. Năm 1788 thì Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc lần thứ hai, vua Lê chiêu thống bỏ trốn, chính quyền nhà Lê hoàn toàn sụp đổ. Tiếp theo B nhỏ, chiến thắng quân xâm lược Xiêm 1785. Thì chính quyền chú Nguyễn bị lật đổ thì Nguyễn Phúc Ánh chạy sang nước Xiêm cầu cứu. Vào cuối tháng 7 năm 1784 thì vua Xiêm đã phái 5 quận quân thủy bộ kéo vào Gia Định, chiếm đóng gần hết miền Tây Nam Bộ. Tháng 1 năm 1785 thì Nguyễn Huệ đưa 2 vạn quân vào Gia Định, bí mật bố trí trận địa trên sông Tiền, đoạn từ Rạch Rằm Sòi Mút tới Sòi Mút Tiền Giang làm nơi quyết chiến với quân Xiêm. Rạng sáng ngày 19 tháng 1 1785 thì quân Tây Sơn đã dụ quân Xiêm vào trận địa mai phục, rồi đồng loạt cho thủy binh, bộ binh phối hợp từ các hướng tấn công vào đội hình quân Xiêm. Trong vòng một ngày thì gần 4 vạn quân Xiêm bị tiêu diệt, quân Tây Sơn làm chủ vùng Gia Định. Các em quan sát hình 8.2 đây, trận Rạch Gầm Sòi Mút Bích Họa thuộc khu di tích lịch sử Rạch Gầm Sòi Mút Tiền Giang. 8.3 ở đây là lượt đòn trận Rạch Gầm Sòi Mút. Câu hỏi ở đây là dựa vào thông tin trong bài quan sát hình 8.2 và 8.3, em hãy mô tả lại chiến thắng Rạch Gầm Sòi Mút năm 1785. Thì mô tả chiến thắng Rạch Gầm Sòi Mút như sau. Tháng 1 1785 thì Nguyễn Huệ đưa 2 quận quân vào Gia Định, bố trí mai phục trên sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm Sòi Mút Tiền Giang. Đến sáng ngày 19 tháng 1 1785 thì quân Tây Sơn dụ quân Xiêm vào trận địa mai phục, rồi đồng loạt tấn công vào đội hình của quân Xiêm. Kết quả là chỉ trong vòng một ngày thì gần 4 vạn quân Xiêm bị tiêu diệt, quân Tây Sơn đã làm chủ được vùng Gia Định. Tiếp theo C nhỏ, Quang Trung đại phá quân Thanh 1789. Thì sau khi bị quân Tây Sơn đánh bại thì vua Lê chiêu thống sang cầu cứu nhà Thanh. Cuối năm 1788 thì Tôn Sĩ Nghị đã thống lĩnh 29 vạn quân ồ ạt tràn vào nước ta. Trước cái thế giặc mạnh và tàn bạo thì quân Tây Sơn đã rút khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng.
đồng thời gấp rút xây dựng phòng tuyến thị bộ Tam Điệp Biện Sơn. Quân thủy đóng ở Biện Sơn Thanh Hóa, quân bộ đóng ở núi Tam Điệp Ninh Bình. Tháng 12 1788 thì Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung, chỉ huy năm đạo quân Tây Sơn tiến về Thăng Long. Đêm 30 Tết âm lịch thì quân Tây Sơn vượt sông đáy bất ngờ tấn công và tiêu diệt gọn quân Thanh ở đồn Tiền Tiêu. Đến mùng 3 Tết thì nghĩa quân bí mật bao vây và triệt hạ đồn Hà Hội, Thường Tín, Hà Nội. Lược đồ 8.4, lược đồ trận Ngọc Hồi Đống Đa. Câu hỏi ở đây là dựa vào thông tin trong bài quan sát lược đồ 8.4, em hãy mô tả lại trận Ngọc Hồi Đống Đa 1789. Rồi, việc Nguyễn Huệ lên ngôi làm hoàng đế có ý nghĩa gì đối với chiến thắng? Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ mô tả lại chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Thì sau khi triệt hạ được các đồn Tiền Tiêu và đồn Hà Hồi ở quân Thanh, rạng sáng ngày 5 Tết Kỷ Dậu, tức là ngày 30 tháng 1 1789, thì vua Quang Trung đã dẫn đại quân công phá đồn Ngọc Hồi Hà Nội. Đồn Ngọc Hồi nhanh chóng thất thủ. Cùng lúc đó thì cánh quân của đô đốc Long đã tấn công đồn Đống Đa Hà Nội, kết quả là quân Thanh đại bại, tướng giặc là Sầm Nghi Đống cùng đường phải tự tử. Tôn Sĩ Nghị vội vã bỏ thành, vượt sông và rút chạy về nước. Trưa ngày mùng 5 Tết thì vua Quang Trung đã dẫn đại quân tiến vào thành Thăng Long. Tiếp theo, việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì đối với chiến thắng? Thì ý nghĩa của việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, trước thế mạnh của giặc Thanh thì nhân dân Việt Nam cần đoàn kết lực lượng toàn dân trong một mặt trận thống nhất dưới sự lãnh đạo của một vị vua chính danh vị. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế dùng danh nghĩa vua của nước Việt để kêu gọi toàn dân cùng tham gia đánh giặc. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế đã tái khẳng định Đại Việt là một quốc gia có độc lập chủ quyền, do đó nêu cao được cái tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến. Tiếp theo bài nhỏ nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Thì phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến suy đồi Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước ròng rã hơn 250 năm. Những cái chiến thắng của Tây Sơn đã tạo điều kiện cơ bản cho sự thống nhất quốc gia và bảo vệ được nền độc lập của đất nước. Thì phong trào Tây Sơn đã giành được thắng lợi nhờ cái tinh thần yêu nước, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ, Quang Trung và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân. Thì ở đây các em theo dõi phần nhân vật lịch sử ở đây, Nguyễn Huệ 1753-1792. Nguyễn Huệ rất giỏi dùng binh và chưa hề thất bại, nhưng lại biết được rằng việc binh là việc độc hại cho nhân dân. Sự nghiệp của Nguyễn Huệ thành công nhất trong 4 năm 1785-1789. Trận Rạch Gầm Sòi Mút 1785 đã đưa Nguyễn Huệ lên địa vị cứu tinh cho nhân dân Đàn Trong. Diệt họ Trịnh, trả lại vị trí chính thống cho vua Lê, Nguyễn Huệ đã chinh phục lòng dân và sĩ phu Bắc Hà. Cuộc hôn nhân Nguyễn Huệ Ngọc Hân công chúa, cuộc hôn nhân Nam Bắc sau hơn 200 năm thù địch đã góp phần hàn gắn nhân tâm, đạo hóa chia lìa. Chiến thắng Đống Đa đã đưa Nguyễn Huệ lên địa vị người anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống Lê Lợi khi Lê Chiêu Thống trở thành kẻ phản bội dân tộc. Lược trích theo Trần Viết Ngạc, góp mặt tìm hiểu lịch sử Việt, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2020, trang 81. Như vậy, câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ nêu ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn. Vua Quang Trung đã có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc ở cuối thế kỷ 18? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử. Thì nguyên nhân thắng lợi ở đây là do tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và ý chí chiến đấu dũng cảm của quân dân ta, tài năng thao lược, sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung, Nguyễn Huệ và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân.
Về ý nghĩa lịch sử thì phong trào Tây Sơn đã có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc. Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn Trình, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước, đặt cơ sở cho việc khôi phục nền thống nhất quốc gia. Đồng thời phong trào này còn đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, quân Thanh bảo vệ vững chắc nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Nhận xét về những đóng góp của vua Quang Trung thì Nguyễn Huệ là một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào nông dân Tây Sơn, cùng với Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và các tướng lĩnh tài ba khác đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành được nhiều thắng lợi quan trọng, đóng góp to lớn vào tiến trình lịch sử dân tộc. Nguyễn Huệ là người có tài năng thao lược, ông có cống hiến rất lớn trong việc đề ra kế sách và lãnh đạo, chỉ huy quân Tây Sơn giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh. Thì sau khi lên ngôi hoàng đế 1788 thì vua Quang Trung đã bắt tay vào việc xây dựng và cải cách đất nước. Ông đã cho triển khai nhiều cái chính sách tiến bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục theo hướng là khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi kinh tế, ổn định trật tự xã hội, đề cao và phát triển nền văn hóa dân tộc. Trong thời gian ngắn ngủi 4 năm kể từ khi lên ngôi hoàng đế sáng lập vương triều cho đến khi từ trần, thì công cuộc canh tân dựng nước cùng với những cái hoài bão lớn lao của vua Quang Trung tuy chưa được thực hiện đầy đủ và chưa phát huy hết tác dụng nhưng đã cho thấy tầm vóc tài năng và ý chí của ông. Tiếp theo, luyện tập vận dụng số 1 nhỏ là trình bày khái quát tình hình xã hội đàn trong. Nửa sau thế kỷ 18 theo mẫu dưới đây, triều đình quan lại nông dân các tầng lớp khác. Thì tình hình xã hội ở đàn trong nửa sau thế kỷ 18, triều đình thì vơ vét nhân dân thông qua các loại thuế, quan lại thì nhũng nhiễu dân chúng. Nông dân thì đói khổ bần cùng, do bị tước đoạt ruộng đất, phải chịu sưu cao thuế nặng cùng các nghĩa vụ lao dịch với nhà nước. Các tầng lớp khác thì cuộc sống khổ cực do phải chịu nhiều thứ thế, nghĩa vụ lao dịch. Tiếp theo hai nhỏ hoàn thành bản tóm tắt về hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm do Nguyễn Huệ Quang Trung lãnh đạo theo mẫu dưới đây. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, chống quân xâm lược Thanh, thời gian trận đánh quyết định. Thì cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm là vào thời gian 1785. Trận đánh quyết định là trận Rạch Gầm Sồi Mút, còn chống quân xâm lược Thanh vào năm 1789. Trận đánh quyết định là trận Ngọc Hồi Đống Đa. Tiếp theo phần vận dụng là hãy mô tả ngắn gọn khoảng 5 dòng về di tích lịch sử hay là công trình tưởng niệm có liên quan đến phong trào Tây Sơn bạn biết.